bạn đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rapper Binz tiết lộ giá trị cực khủng của căn nhà đang sở hữu, khiến ai cũng choáng. Trong một chương trình gần đây do Dustin Phúc Nguyễn dẫn dắt, Binz cùng Subin đã có mặt dưới vai trò khách mời. Tại chương trình, anh đã có những tâm sự vô cùng chân thực. Trong đó, Binz cũng tiết lộ về ngôi nhà hiện tại anh đang sinh sống. Đây là điều mà ngay cả người em thân thiết như Subin cũng không hề biết. Bên cạnh việc chia sẻ những vấn đề trong quá trình làm nghề, Binz và Subin cũng đã được trải nghiệm lời thách đố từ phía ban tổ chức chương trình. Trong đó, phần đáng chú ý có lẽ là chấp nhận trả lời sự thật hoặc phải nhận hình phạt. Trong số đó, một câu hỏi từ host của chương trình Dustin Phúc Nguyễn khiến nhiều người chú ý nhất chính là về giá trị căn nhà mà Binz đang ở. Trước câu hỏi hóc búa, Binz ban đầu khá ngập ngừng, tuy nhiên sau đó anh cũng đã chọn trả lời thật. Anh không muốn trả lời đâu, nhưng anh cũng không muốn uống thêm 28 tỷ. Sau câu nói của Binz, cả Dustin lẫn Subin đều không giấu nổi sự bất ngờ. Dustin Phúc Nguyễn liền quay sang hỏi xem Subin có biết được sự thật này không. Tuy nhiên Subin cũng thật thà rằng, tới khi nghe được câu trả lời của Binz thì mới biết. Đồng thời Subin còn tiết lộ thêm rằng Binz đang định mua thêm. Mặc dù rất hiếm khi nào nói về chuyện tài sản của bản thân, tuy nhiên người hâm mộ hoàn toàn có thể nhận ra sự giàu có của Binz thông qua những lần anh đầu tư làm MV hoặc đơn giản chỉ là bộ trang phục, phụ kiện khoác lên người. Đầu tư tiền tỷ cho MV, Binz đúc hẳn chiếc nhẫn 18K mang tên mình làm đạo cụ. Được biết đây là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất khoảng 75%, 25% còn lại là hợp kim quý. Trong Big City Boy, anh thậm chí còn làm hẳn đôi giày thể thao trị giá hơn 300 chỉ vàng, tương đương khoảng 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh còn có bộ sưu tập xe cổ, giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Mới nhất và kể đến là chiếc Mercury Cougar. Một số siêu xe khác trong bộ sưu tập này là BMW i8, Lamborghini Aventador. Nam rapper cũng thường mua trang phục hàng hiệu. Một số món đồ giá trị của anh mà khán giả có thể nhìn thấy chính là một blazer GG Jaguar Jacket giá gần 3.000 đô. Đôi sneaker có giá gần 1.500 đô. Bên cạnh đó, anh còn có thói quen sử dụng phụ kiện lấp lánh. Hiện tại, Binz vẫn đang là một trong những rapper hàng đầu hiện nay. Do đó, căn nhà đắt tiền hay những món vật chất giá trị mà Binz sở hữu là điều có thể hiểu được sau nhiều năm cày cuốc của anh chàng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.